Không khí trầm lắng trên những cánh đồng tỏi ở Lý Sơn. Gia đình ông Nguyễn Văn Thanh kỳ vọng rất lớn vào vụ tỏi này để gỡ gạc lại các vụ hành tỏi trước bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh. Thế nhưng đầu tư trên 70 triệu đồng, nhưng năm sào tỏi gia đình ông lại mất mùa trầm trọng. Là một số là khoảng 6 hoặc 300 cây, nhưng hôm nay một số có khoảng 150 hoặc 200 cây thôi. Nhưng mà cái lượng tỏi là gia đình đi giống không được vì nhỏ quá. Mệt mỏi thu hoạch từng luống tỏi nhỏ, lép là tâm trạng chung của nông dân đất đảo. Nhiều ruộng tỏi thậm chí không thu hoạch được vì mất trắng do đợt sương muối trước Tết Nguyên Đán. Theo nông dân, vụ tỏi này mất mùa từ 60 đến 65%. Giá tỏi từ đầu vụ cũng thấp so với các vụ trước. Năm nay gia đình tôi thu hoạch là rất là nhỏ. Nếu mà bán ra thị trường thì tầm giá cỡ 15.000. Nhà tôi thì trồng tầm cỡ qua sào, nhưng mà nếu mà tính tiền mà lỗ thì cỡ tầm 20 triệu. Tỏi đã mất mùa lại mất giá nên nông dân Lý Sơn nản lòng. Tháng 3 năm 2009, tỏi Lý Sơn được Cục Sở hữu trí tuệ trao chứng nhận nhãn hiệu tập thể. Những tưởng từ đây, tỏi Lý Sơn sẽ không ngừng nâng cao vị thế. Thế nhưng đến nay, sau 12 năm, thương hiệu tỏi Lý Sơn vẫn chưa được khai thác và phát huy thế mạnh trên thị trường.